Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Karma Bitcoin. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tham gia vào cái unlock trên ví Web3 của sàn Binance, với lại là update và hướng dẫn mọi người tham gia vào một số unlock của bot ở trên Telegram nha các bạn. Ok, thì đối với cái ví Web3 trên sàn Binance thì hiện tại nó có một cái unlock của cái dự án đó là Realme. Thì nhận cái điểm boy đó là Revo. Thì cái điểm boy Revo này thì sau này sẽ được đổi sang token đó là RGT nha. Đó. Ok, thì đối với cái unlock của Revo này, nhận cái điểm boy Revo trên ví Web3 của sàn Binance thì các bạn cần phải vào app của sàn Binance nha. Thì các bạn vào lại ứng dụng trên sàn Binance giúp mình nha, trên sàn Binance. Thì sau đó thì các bạn chọn qua cái mục ví giúp mình. Chọn qua mục ví. Rồi sau đó các bạn chọn qua cho mình cái mục đó là mục là ví Web3 này nha. Ví Web3. Trước đó mình cũng đã hướng dẫn mọi người tạo ví rồi. Đó, bây giờ mọi người chỉ cần vào các bạn làm thôi. Đó. Thì sau khi các bạn vào ví Web3 rồi thì các bạn chọn qua cho mình cái mục đó là mục khám phá giúp mình. Cái mục khám phá này thì bên trong cái mục khám phá này các bạn sẽ thấy được là cái unlock của cái Revo này nha. Revo này này thì đối với cái unlock này nó sẽ kết thúc khoảng là 8 ngày nữa nó sẽ kết thúc nha các bạn. Đó, thì các bạn nhấn vào cái unlock của Revo này, hoặc là nếu mà các bạn không thấy các bạn chỉ cần nhấn vào cái dòng đó là khám phá ngay này nè, chỗ unlock độc quyền này, các bạn nhấn vào chữ khám phá này và sorry, các bạn chọn vào cái phần đó là unlock độc quyền rồi nè. Đó, nó sẽ ra một số lọt một loạt những cái bull unlock nha ở trên ví Web3 của sàn Binance. Đó, các bạn sẽ thấy được cái đồng là Revo này. Đó, các bạn nhấn vào thôi. Các bạn nhấn vào Revo. Đó, nó sẽ dẫn các bạn đến cái trang đó là revo.redon.me này. Đó, đến đây. Ok, thì ở trên trang này thì các bạn chỉ cần nhấn vào chữ là connect nè. Nha, các bạn nhấn vào chữ connect, chúng ta connect vào lại cái ví Web3 trên sàn Binance. Nhấn vào nút connect này. Đó. Sau đó thì sau khi các bạn connect xong thì các bạn nhấn vào chữ là xin ký. Xin ký này. Ok. Thì sau khi các bạn xin ký xong á thì ở đây các bạn có thể là nhập cái red coin. Bạn nào mà ủng hộ mình thì mình sẽ dẫn lại cái red coin dưới phần mô tả video cho mọi người để mọi người nhập vào nha. Mọi người chỉ cần nhập vào đây thôi, sau đó các bạn nhấn vào chữ là confirm là được. Đấy nha. Sau khi nhập coin red xong á thì các bạn nhấn vào chữ confirm. Tiếp theo đó thì chúng ta sẽ đi làm hai cái nhiệm vụ thôi các bạn nha. Chúng ta sẽ đi làm hai cái nhiệm vụ là nhiệm vụ subsequent task này nè. Thì subsequent task thì nó có hai nhiệm vụ, đó là nhiệm vụ follow nha. Thì follow trên Twitter thì các bạn chỉ cần nhấn vào nút đó là đây nè nha, nhấn vào dấu tên UA này. Thì nó sẽ dẫn các bạn đến trang Twitter của cái dự án Reward Rion này, thì các bạn chỉ cần nhấn vào theo dõi thôi, follow thôi. Sau đó thì các bạn quay trở lại. Rồi tiếp tục thì các bạn tiếp tục là follow trang Twitter của ví Web3 của sàn Binance, các bạn nhấn vào. Đó, nó sẽ dẫn các bạn đến trang Twitter của Web3 Binance, các bạn nhấn follow. Đấy. Sau đó thì nó sẽ yêu cầu các bạn đó là điền lại cái username nha, cái username Twitter. Khai báo username Twitter thì các bạn chỉ cần là vào lại Twitter của các bạn thôi. Đó, rồi các bạn vào profile nha, các bạn vào profile. Rồi sau đó các bạn copy lại cái username Twitter của các bạn thôi. Sau đó các bạn quay trở lại đây. Các bạn dán vào đây. Đó. Sau khi các bạn dán username xong thì các bạn tích vào cái mũi tên này này để chúng ta là submit. Đó, như vậy là xong. Đó. Như vậy là các bạn sẽ nhận được là 100 điểm boy nha. Tiếp theo đó là cái điểm danh hàng ngày. Đây, daily reward credit này này. Thì đây là cái nhiệm vụ điểm danh hàng ngày nha. Điểm danh hàng ngày là tốn phí BNB các bạn. Đó. Thì về việc điểm danh hàng ngày thì mỗi ngày các bạn có thể là đăng nhập vào đây nha. Các bạn vào lại cái trang unlock này. Các bạn kéo xuống rồi các bạn nhấn vào chữ check in. Đấy. Ở đây thì nó sẽ cho các bạn đó là
Trả phí bằng mạng lưới Airbnb hoặc là Liny nha. Thì các bạn đang có phí ở mạng nào thì các bạn có thể là chọn mạng đó. Ví dụ là trên ví của các bạn đây. Bên trang chủ này, thì nếu mà các bạn đang có Airbnb thì các bạn chọn là trả phí bằng mạng lưới Airbnb nha. Đấy. Còn nếu mà các bạn đang có ETH ở trên sẵn mạng lưới Liny thì các bạn chọn là mạng lưới Liny rồi các bạn trả phí gas Liny thôi nha. Còn đối với bạn nào mà không có Airbnb á, thì có thể là qua cái sàn giao dịch này đó. Các bạn qua cái sàn Binance các bạn mua BNB nha, các bạn mua cái đồng là BNB rồi các bạn rút về thôi. Đó, mua BNB sau đó thì các bạn nhấn rút này. Đó, rút về mạng lưới Airbnb qua cái địa chỉ ví ở bên ví Web3 này. Đó. Đấy, check in thì các bạn chọn Airbnb thì các bạn confirm thôi, rồi connect với lại cái ví Airbnb của các bạn. Đó, hiện tại thì mình không đủ Airbnb nha. Không đủ cái đồng Airbnb cho nên là mình không thể trả phí được. Đó, các bạn mua các bạn nào mà có phí Airbnb thì các bạn rút về rồi các bạn confirm check in thôi. Đó, mỗi ngày các bạn cứ check in thôi. Ngoài ra thì những cái khác thì các bạn có thể là bỏ qua nha. Ngoài ra các bạn nào mà đã làm rồi thôi, còn bạn nào mà chưa làm thì có thể làm. Thì hiện tại nó chỉ có như vậy thôi. Thì ở phía bên dưới này nó sẽ có cái link red, có coin red của các bạn này. Đó. Các bạn copy lại cái coin red của các bạn là đi giới thiệu bạn bè, nhập ở trên đây này. Đó, nhập ở trên đây nè các bạn này. Đó, nhập vào rồi các bạn nhấn vào chữ confirm thôi. Đó. Nói chung là nhiệm vụ này các bạn chỉ cần làm nhiệm vụ successful task, còn về việc điểm danh thì các bạn điểm danh đủ 7 ngày thôi nhé. Đó, sau đó thì sau này nó sẽ phân bổ cái điểm cái token là RGT cho các bạn. Ok. Thì đó là về việc unwrap của cái dự án đó là Redonmi trên ví Web3 của sàn Binance. Và tiếp theo đó thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn đó là làm unwrap là ở trên Telegram, con bot trên Telegram đó là CryptoRun nha. Thì CryptoRun là một cái nền tảng chat on-chain với lại là xem token hoặc là xem cái ICO hoặc là những cái nhà đầu tư nha trong thị trường crypto này. Thì hiện tại nó cho các bạn đó là kiếm điểm boy ở trên con bot trên Telegram. Thì đối với cái dự án CryptoRun này thì các bạn chỉ cần là vào cái link con bot dưới phần mô tả video đó, sau đó thì các bạn vào Telegram thôi. Thì sau đó thì con bot nó sẽ nó dẫn các bạn đến trên Telegram. Thì trên Telegram các bạn nhấn vào chữ là launcher nha, các bạn nhấn vào chữ launcher đó. Thì trên Telegram nó sẽ sau khi các bạn nhấn launcher xong thì các bạn sẽ thấy được cái điểm boy của các bạn này đó, nó sẽ các bạn sẽ nhận được điểm boy nha. Các bạn tiếp tục là nhấn nút net này, rồi tiếp tục là nhấn vào nút net này. Ok, tiếp theo đó thì các bạn nhấn vào chữ I got it. Sau đó thì ở trên đây các bạn nó cho các bạn đó là đào nha, đào cái điểm boy. Sau khi các bạn vào xong nó sẽ cho các bạn đó là 800 điểm boy nè. Thì điểm boy sau này các bạn có thể nó sẽ cho các bạn đó là đổi sang token đó nha. Đó, thì 800 điểm boy này các bạn nhấn vào chữ start farming này. Đó, thì các bạn nó sẽ tự đào, nó tự đào cái điểm boy này cho các bạn. Đấy, sau 6 tiếng nha. Sau mỗi 6 tiếng nha các bạn. Mỗi 6 tiếng các bạn vào đây các bạn claim để cho nó, sau đó thì các bạn tiếp tục đào tiếp nha. Cứ nó đào chỉ trong là 6 tiếng thôi. 6 tiếng sau thì các bạn vào các bạn claim điểm boy. Sau đó tiếp tục các bạn nhấn vào chữ start để nó tự động đào tiếp. Đấy. Và để nhận thêm điểm boy thì các bạn có thể là qua cái mục task này để các bạn là làm nhiệm vụ. Thì hiện tại cái mục task này thì họ đang bảo trì nha các bạn. Về task là task là những cái nhiệm vụ mà họ đưa ra cho các bạn làm, chẳng hạn như là join Telegram hay là làm gì đó. Đấy. Hiện tại nó bị lỗi đó nè. Hiện tại task thì nó đang bảo trì rồi các bạn nhé. Nếu mà các bạn qua một task, các bạn thấy những cái nhiệm vụ nào mà nó đưa ra cho các bạn làm á, thì các bạn có thể là làm những cái nhiệm vụ đó, chẳng hạn như là join Telegram hay là follow Twitter đó. Đấy, các bạn làm nhiệm vụ xong thì nó sẽ cho cái điểm boy của các bạn, nó sẽ cộng điểm boy vào cho các bạn thôi. Còn cái mục puppy này là cái mục link red của các bạn nha. Các bạn muốn đi tiền red thì mỗi red follow các bạn sẽ nhận được là 800 cái điểm CR bond. Đấy. Thì các bạn có thể là nhấn vào chữ invite friend này nè.
Rồi các bạn có thể là nhấn vào chữ copy link này, nó sẽ tự động copy lại cái link red của con bot của CryptoRun này cho các bạn thôi. Đó, sau đó đi lấy link red của các bạn á, đi giới thiệu bạn bè để nhận thêm điểm boy. Ok, thì đó là cái con bot của CryptoRun. Thì tiếp theo là mình giới thiệu cho các bạn đó là cái hiện tại thì trên Telegram nha. Trên Telegram Dell thì hiện tại họ có một cái token, đó là token là DOGS nha, DOGS. Thì hình như là do Dell của Telegram tạo ra các bạn. Thì đối với con này thì các bạn có thể là vào link con bot dưới phần mô tả video. Sau đó thì các bạn cũng nhấn vào chữ launcher nha. Các bạn nhấn vào chữ launcher thì nó sẽ tự động hiện ra như thế này thôi. Đó, sau đó các bạn chỉ cần nhấn vào nút net tới là được thôi nha, nút net tới. Thì đối với cái này thì nó sẽ cái để nhận cái điểm dot này, cái con token là DOGS này, thì nó sẽ quy ra đó là cái tài khoản Telegram của các bạn, đó là tuổi nha, tuổi tài khoản Telegram của các bạn là sử dụng, nói chung là tạo càng lâu thì các bạn sẽ nhận được nhiều điểm boy đấy nha. Đó, nói chung nếu mà các bạn mà không nhận được á, ví dụ mà nếu mà các bạn có tài khoản Telegram mà các bạn vào mà các bạn không thấy được cái điểm dot á, có nghĩa là do các bạn chưa tạo username Telegram nha. Thì để nếu mà các bạn không nhận được, bạn nào mà chưa tạo username Telegram á, thì có thể là vào phần cài đặt này. Các bạn vào phần cài đặt này, rồi các bạn chọn vào phần exit này. Đó, sau đó thì các bạn tạo cho mình cái username Telegram nha. Đó, các bạn tạo cho mình một cái username Telegram rồi các bạn lưu lại thôi. Sau đó thì các bạn quay trở lại con bot. Các bạn quay trở lại cái con bot dot này, rồi các bạn nhấn vào chữ launcher open ra, thì sau đó thì nó sẽ cộng điểm boy cho các bạn thôi. Ngoài ra thì hiện tại thì nó chỉ cho các bạn nhận điểm boy thôi chứ không cần làm gì cả nha. Đấy. Thì sau đó thì các bạn có thể là nhấn vào friend để nếu mà các bạn muốn đi tiền red thì có thể là đi tiền red thôi. Đó, nhấn vào chữ in white friend này. Sau đó thì các bạn có thể là copy lại cái link red của các bạn thôi. Các bạn gửi cho bạn bè đó nha. Để nhận thêm điểm boy thôi. Đây là mình update tại vì cái này hồi nãy mình có bot ở trên kênh Telegram rồi. Đây nè. Các bạn chỉ cần nhấn vào chữ launcher rồi nhấn let go tới thôi là các bạn sẽ được check được cái điểm boy mà các bạn nhận được. Ok, thì tiếp theo đó là mình sẽ cập nhật về cái nghiệp vụ, cập nhật về cái chiến dịch là Lini SZN trên layer 3. Thì cái chiến dịch này mỗi ngày nó sẽ mở ra một cái nhiệm vụ cho các bạn làm, cho các bạn min NFT nha. Hiện tại là đang tuần thứ hai, thì mỗi nhiệm vụ nó sẽ kết thúc là trên sau khi nó mở, nó sẽ kết thúc trong vòng là 24 tiếng nha. Thì nó mở mỗi ngày nha. Mỗi nhiệm vụ mới thì 20 giờ nó sẽ mở, 20 giờ tối nó sẽ mở và 20 giờ tối ngày mai nó sẽ kết thúc. Đó. Thì hiện tại nó vừa mở ra cái nhiệm vụ đó là tuần thứ hai, đó là Yodo này. Thì đối với cái nhiệm vụ này bạn nào chưa làm thì có thể là vào lại cái đường link dưới phần mô tả video. Đó, rồi các bạn nhấn kéo xuống nha. Kéo xuống các bạn nhấn vào cái nhiệm vụ đó là W2 Yodo rồi này. Đó. Sau đó thì trong này sẽ có 3 task, thì nhiệm vụ này sẽ nhận được là 20 điểm lợi XP. Đó. Thì này đã kết thúc vào 20 giờ ngày 11 nha, ngày mai, tối mai nha. Tối mai 20 giờ này sẽ kết thúc này. Ok, thì ở đây thì các bạn chỉ cần nhấn continue thôi, thì qua cái task thứ hai đó là min một cái NFT ở trên Yodo. Thì các bạn chỉ cần nhấn vào chữ là open Yodo thôi. Nó sẽ dẫn các bạn đến cái trang đó là app.yodo.gg này, sẹt min này. Đó. Thì ở trên trang này thì các bạn nhấn kéo xuống bên dưới một tí. Kéo xuống bên dưới một tí các bạn sẽ thấy được cái phần đó là phần min này, đó. Zolia ở C G này. Đó, các bạn nhấn vào chữ min. Đối với bạn nào mà chưa connect ví thì các bạn nhấn vào chữ login này. Đó, rồi sau đó các bạn nhấn vào chữ là login with wallet nha. Nhấn vào chữ là login with wallet. Rồi sau đó thì các bạn connect với lại cái mạng lưới, chọn mạng lưới đó là mạng lưới Lini nha. Chúng ta sẽ chọn là miner trên mạng lưới Lini. Chọn mạng lưới Lini này. Sau đó các bạn connect với lại cái ví MetaMask của các bạn để chúng ta min thôi. Đó, sau đó thì các bạn connect xong thì các bạn xin ký trên ví giúp mình nha.
Ok, thì sau đó thì nếu mà các bạn chưa đăng ký á, bạn nào mà chưa connect với lại cái nền tảng này lần nào á, thì nó yêu cầu các bạn đăng ký trước á, thì các bạn nhấn vào chữ là go to sign up. Đó. Rồi các bạn tiếp tục nhấn vào lại cái đó là sign up with wallet. Còn bạn nào mà đã làm trước đó là thôi, rồi chọn mạng Linea thôi. Đó, chọn mạng Linea này, rồi về connect lại cái ví MetaMask của các bạn để chúng ta đăng ký thôi. Đó, các bạn xin ký lại nè. Sau đó các bạn điền lại email của các bạn nhé. Đó, điền xong thì các bạn nhấn vào chữ register. Ok, thì mình đã đăng ký thành công. Đó, thì sau khi các bạn đăng ký thành công xong rồi thì bây giờ các bạn chỉ cần nhấn vào chữ là login with wallet lại thôi. Rồi chọn lại mạng lưới Linea, rồi connect vào lại cái ví MetaMask của các bạn, rồi xin ký lại thôi là chúng ta min được rồi. Đó. Đó, sau sau khi các bạn login xong thì các bạn chỉ cần là nhấn ở trên nền tảng này, các bạn sẽ thấy được ở trên banner này. Các bạn sẽ thấy được cái phần đó là Minjodo Commit này, đó, Jolini này, Current SZN này. Còn không thì sau khi các bạn đăng ký xong thì các bạn có thể là quay trở lại đây, các bạn nhấn vào cái Open Jodo lại thôi. Nó sẽ tự động dẫn các bạn đến cái trang Min NFT đó. Đó, đây nè. Rồi các bạn kéo xuống bên dưới rồi các bạn nhấn vào chữ Min thôi. Đó, rồi sau khi các bạn nhấn vào chữ Min xong á, thì đầu tiên các bạn nhấn vào chữ Follow Jodo trên Twitter này. Bạn nào chưa follow thì các bạn nhấn vào chữ follow nha. Follow xong thì các bạn quay trở lại đây, các bạn nhấn vào nút min. Ok, nếu nếu mà nó yêu cầu các bạn chọn lại mạng lưới và connect thì các bạn chọn lại mạng lưới Linea rồi connect lại cái ví MetaMask của các bạn. Đó, rồi các bạn nhấn vào nút min lại thôi. Đó. Thì sau đó thì nó sẽ tự động mở ra cái ví MetaMask của các bạn nha. Thì các bạn trả phí trên mạng lưới Linea thôi. Đó, thì trên trên ví MetaMask của các bạn chuyển đổi sang mạng lưới Linea rồi các bạn min thôi nha. Phí khoảng là 0,06 đô ETH trên mạng lưới Linea. Cho xác nhận trả phí gas nè. Đó. Min Comlet Socket này. Đó, sau khi các bạn min xong thì các bạn đợi một tí để trên mạng lưới nó xác nhận cái giao dịch của các bạn. Sau khi nó xác nhận xong thì các bạn chỉ cần là quay trở lại nền tảng Layer 3 rồi các bạn nhấn vào chữ verify ở cái nhiệm vụ này thôi. Đó. Tiếp theo đó là tab cuối cùng đó là tab tùy chọn, thì tab tùy chọn này các bạn nhấn chữ Open X để các bạn follow trang Twitter thôi. Đó. Rồi các bạn đợi khoảng là 8 giây. Nó sẽ hiện ra chữ verify thì các bạn nhấn vào chữ verify thôi. Đó, nhấn vào chữ query nè. Như vậy là xong. Đó, cái nhiệm vụ mới nhận được 20 điểm lợi XP nha. Nhấn continue đó thôi. Đó, ngoài ra thì các bạn có thể là đợi 20 giờ ngày mai nó sẽ mở ra cái nhiệm vụ mới, đó là nhiệm vụ Frog War này, thì cũng min NFT thôi. Đó. Mỗi ngày nó sẽ mở ra một cái nhiệm vụ nha. Đó, để cho các bạn min NFT để nhận điểm lợi XP. Ok, thì như vậy là cái video mình hướng dẫn các bạn tham gia vào một số airdrop và cập nhật cái chiến dịch Linea XZN thì đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.